Chào các bạn, yêu thích làm phim hoạt hình. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn là chúng ta vẽ một nhân vật chuyển động. Chuyển động ở đây thì phần đầu là phần đi bộ. Đi bộ. Đấy, tôi đã vẽ bút chì. Bây giờ tôi sẽ cho vào trong máy tính. Phần phía dưới là phần chạy nhanh và nhảy, nhún nhảy. Phần tiếp theo là vừa đi vừa thể hiện các động tác thích thú. Thế thì một nhân vật chuyển động thì chúng ta phải có nhiều khung hình. Mỗi một khung hình thì nó sẽ mô tả lại cái hành động tại thời điểm đó. Để tôi vẽ thì các bạn nhìn thấy. Đây là một con người, động tác tay. Thường thì khi mà chân đưa lên trước thì tay phải đưa về phía sau, chứ không ai lại chân vừa đưa lên tay cũng đưa lên thì nó sẽ hoạt động, nó sẽ không được đồng bộ, giống như đi duyệt binh cũng vậy, không được là cùng chân cùng tay. Chân trước hay chân sau? Chân sau tôi vẽ đậm hơn. Tôi vẽ liền luôn, sau tôi copy ra các khung hình sau. Cánh tay nó phải hạ thấp xuống một chút. Và hành động tiếp theo thì chân này bước lên, tay bên phải đưa lên, tay bên trái đưa xuống. Chúng ta nhìn thấy trên cái đỉnh nhún của cơ thể, để khi người ta đi thì chỗ thì nhô lên, chỗ thì phải thấp xuống để nhún theo nhịp. Không ai mà vừa đi mà cái chiều cao của con người nó lại đều tăm tắp được, mà phải có đoạn lên xuống như hình xin. Phần tiếp theo là chúng ta đẩy chân bên trái lên, tay bên phải đưa lên. Tay trái đưa xuống. Các bạn tập vẽ như này thì các bạn sẽ làm được những cái hoạt cảnh sống động, chân thực. Phần tiếp theo thì cái đầu nhô lên phía trước thì chiều cao nó sẽ đi nhịp xuống. Chúng ta nên vẽ nháp ra giấy. Chân trái bước lên, đánh mũi chân lên cao.
Bước tiếp theo thì tay phải chúng ta lại đưa lên. Tay phải chúng ta hơi gấp về phía trước, chân phải nhấc cao lên, chân trái làm trụ. Bây giờ tôi đã hoàn thành xong hành động. Đây là toàn bộ cái hành động của một con người chạy. Giờ chúng ta sẽ copy vào các khung hình. Cóp tắt nhé, cóp tắt toàn bộ, không thể xóa xong. Copy. Với hành động thứ nhất thì tôi mở đến đây. Auto chèn. Insert. Insert vào cái page vào. Tôi lại expo đến đây. Tôi xóa đến đây. Rồi, tôi lại chèn thêm một. Đây tôi lại chèn thêm một. Để thế này. Đây, tôi mở ra thêm một. Chèn vào đây. Sau tôi lại mở rộng đến đây. Và tôi xóa cái này đi. Tôi chèn thêm. Kết là tương tự thế các bạn. Mở rộng đến đây. Thừa thì có một cái thôi. Còn cái này. Ở cái này thì tôi làm nhiệm vụ tôi xóa hết rồi. Đó. Đây. Đây thì tôi sẽ xóa.
Bây giờ tôi cho không hình chuyển động, các bạn nhìn thấy. Tôi tiếp tục, bây giờ tôi tạo cycle cho đi bộ trong 100 cycle, trong 100 vòng. Ta nhìn thấy hoàn cảnh của đồng chí đi bộ. Và tôi kiểm tra thêm chỗ nào, à, chỗ này dấu này ta xóa đi. Đó, các bạn nhìn lên trên. Chúng ta nhìn thấy là chú đang hoạt động cả cơ thể. Sau bây giờ tôi sẽ cho nó chuyển động vào một cái móc. Đi hơi nhanh, ta làm lại cho đi chậm. Bạn muốn nhanh hay chậm, các bạn kéo thật chậm thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy là chuyển động rất là dễ đúng không? Đây là bài thứ nhất tôi dạy cách đi walking của một con người. Các bạn có thể áp dụng vào phim của mình. Hẹn gặp các bạn ở bài sau.